Đây, hội chợ mùa thu ở bên Georgia, hội chợ mùa thu năm 2021 các bạn. Nay lần đầu tiên cả nhà mình đi hội chợ mùa thu. Hội chợ mùa thu là một cái sinh hoạt hàng năm của công giáo, của hội công giáo ở bên tiểu bang Georgia. Cứ miệng cứ nói con rồng cháu tiên mà cuối cùng mày chen lấn xô đẩy. Hello Na. Đây là bên trong hội trường. Đây là bên trong hội trường của hội chợ mùa thu nha các bạn nha. Đây cả nhà. Rất là đông nhưng mà cũng rất là nóng nha. Mình muốn quay được nhiều á cái khung cảnh tấp nập ở bên này, nhưng mà phải coi làm nè. Nam là Nam, say hi Nam. Nhưng mà quan trọng là không biết có ngon hay không. Thì có một điều chắc chắn là rất là mắc các bạn. Đấy, vừa tác nghiệp vừa để mắt đến là tác nghiệp là chuyện nhỏ, để mắt đến cái ông này mới là chuyện lớn.